anh biết là có những cuộc chiến về biên giới, về lãnh thổ, thì có những cuộc chiến về không biên giới, cuộc chiến về kinh tế, cuộc chiến về công nghệ thông tin. Thì với cương vị là CEO của một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, thì anh muốn hỏi về liệu có những cái cuộc chiến trên lĩnh vực công nghệ thông tin để định hướng phát triển công nghệ thông tin của Việt Nam hay là Việt Nam? Tham vọng của FPT trong cái việc toàn cầu hóa trở thành một cái công ty lớn mạnh, thì có cái câu là thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó lùi thì mình giật tiền. Thì FPT cái câu đấy nó tạo một cái động lực rất lớn cho tôi từ bé, từ khi mà vào FPT đã rất đam mê cái việc làm sao mà chiến thắng Tây, chiến thắng đối thủ nước ngoài vân vân. Cái việc toàn cầu hóa của chúng tôi mà FPT khi mà chúng tôi đi toàn cầu hóa chính là cái mong muốn là đưa xây dựng cho ngoài không chỉ FPT hùng mạnh mà đưa Việt Nam hùng mạnh, đưa thành quả của người Việt Nam ra nước ngoài, trí tuệ của người Việt Nam ra nước ngoài. Ở FPT thì cũng bàn rất là nhiều, khi ra nước ngoài thì cái lợi ích của các bạn được là gì, thì thực ra là ngoài vấn đề tiền bạc, vấn đề vị trí vân, thì thực ra có một cái đam mê của mình, toàn bộ từ lãnh đạo cao cấp tập đoàn, tất cả mọi người là mong muốn là chúng tôi cái mong muốn chiếm hữu, chúng ta chiếm thêm nhiều đất nữa, chiếm thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa, nhưng mà trên lĩnh vực công nghệ thông tin, thì đấy là cái mà mong muốn của tập đoàn FPT. Với một CEO thì CEO của công ty lớn như vậy thì các em có những tố chất gì cần có và cái định hướng nhìn xa như thế nào để có thể phát triển công ty một cách lớn mạnh hơn? Thì cái việc mà chúng ta lôi kéo được 1-2 người thì không phải là quá khó, nhưng lôi kéo được hàng nghìn con người đi theo mình thì một việc cực khó. Và để là một lãnh đạo, tức là để có thể lãnh đạo được một công ty, thì các bạn phải có một cái niềm đam mê cháy bỏng. Thì khi tiếp xúc với những người xung quanh, người ta sẽ cảm nhận được cái đam mê của mình, và nhiều khi người ta đi theo mình vì cái đam mê đấy. Giống như là tôi trước đây đi theo anh Thành Nam, đi theo anh Trương Gia Bình vì cái đam mê xuất khẩu phần mềm, vì cái đam mê mà đưa trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài. Tôi đã sống với cái lý tưởng đấy và tôi đã đi theo các anh đấy mười mấy năm nay. Và bây giờ đến thế hệ chúng tôi, khi chúng tôi bắt đầu gọi là đầu tàu để đưa cái thế hệ tiếp theo của FPT đến ra toàn cầu hóa, thì chúng tôi cũng có một cái lý tưởng, chúng tôi phải xây dựng một cái lý tưởng, chúng tôi cũng xây dựng một cái niềm đam mê. Và các cái hành động ngày hôm nay của tôi và mọi người đều thấy là nó hướng đến cái niềm đam mê đấy, là cái đam mê mà của làn sóng toàn cầu hóa lần thứ hai, đam mê đưa cái tinh hoa trí tuệ Việt Nam ra nước ngoài. Thì cái đấy là cái mà tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của một người lãnh đạo trong một công ty công nghệ, đặc biệt là trong cái thế giới phẳng ngày hôm nay. Trong công cuộc toàn cầu hóa của FPT thì FPT nhận thấy được cái điểm mạnh gì của công ty mình để có thể tự tin sánh ngang cùng với các cường quốc, các công ty công nghệ thông tin cho các nước khác ạ? Chúng ta có một cái lợi thế mà nhỏ nhỏ, nhưng nó không phải đến từ trí tuệ mà nó đến từ số lượng. Dân số nước ta là 80 triệu người, 90 bây giờ 90 triệu người rồi, và đa phần là còn trẻ. Tức là những người có thể học được những công nghệ mới, những người có thể ứng dụng được những cái thành tựu khoa học công nghệ để phát triển đất nước. Khi mà đi ra nước ngoài, tôi chia thị trường thành hai mảng. Một là các nước phát triển và các nước đang phát triển. Thì nước phát triển thì anh Tuấn nói rồi, anh Tuấn là cái làn sóng thứ nhất là chủ yếu đi vào nước phát triển, tức là những Nhật, Mỹ, châu Âu là những nước mà họ mình sẽ làm outsourcing lập trình vân vân. Thế còn cái nước đang phát triển thì tất nhiên là chúng ta có một số cái lợi thế, mà tôi nghĩ rằng là tất nhiên là nó không phải là dễ, nhưng mà đối với FPT đã có một số lợi thế. Thứ nhất là chúng ta đã có một cái mảng thị trường trong nước và có những cái dự án lớn trong nước, chúng ta có kinh nghiệm trong dự án đấy, và khi chúng ta ra nước ngoài đã có cơ hội mang những kinh nghiệm đấy ra nước ngoài và cho những nước đang phát triển. Thực ra được đúng như anh Tuấn nói là cũng tương đối khó để nghĩa được là người ở Việt Nam có những cái lợi thế gì. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là tuổi trẻ, khả năng học hỏi, đấy là những cái lợi thế mà các bạn có thể nhắc đến được khi mà đi nước ngoài.